bơ là một trong những loại hoa quả rất phổ biến ở nước ta. Hiện đang là mùa bơ, nên dọc các tuyến đường ở thành phố Hà Nội có rất nhiều quầy hàng bày bán bơ. Loại bơ này có giá khá rẻ. Tuy nhiên, do chủ yếu được nhập ở Đắk Lắk nên thời gian vận chuyển dài, quả bơ dễ bị dập nát. Đặc biệt, bơ lại rất nhanh chín, nhanh hỏng, nên khi lựa chọn và sử dụng bơ cũng cần có những bí quyết riêng. Ngoài cách ăn trực tiếp ở dạng sinh tố, có thể kết hợp bơ với các loại thực phẩm khác để làm cho các món ăn từ bơ trở nên ngon miệng, dễ ăn và hấp dẫn hơn. Salad bơ kết hợp với thịt nguội là một trong những món ăn như thế. Với cách chế biến khá đơn giản, đây là món ăn vừa ngon lại rất giàu dinh dưỡng. Như các bạn thấy bây giờ chúng ta đang là cái mùa bơ, mà các bạn thấy là bơ thì ở ngoài mình, ngoài Bắc này của chúng ta là không trồng được, mà hoàn toàn là phải chuyển từ trong miền trong ra. Thì các bạn cũng phải lưu ý một điều này, do cái đường xá xa xôi vận chuyển thì bao giờ người ta cũng thu hoạch bơ ở cái lúc là bơ nó chưa chín hẳn, hay người ta còn gọi, như bọn tôi gọi là bơ bánh tẻ. Thì quá trình vận chuyển ra ngoài này thì cái bơ bắt đầu là nó chín là vừa. Khi các bạn chọn bơ thì các bạn nên chọn những quả bơ có cái da nhẵn bóng và màu xanh tươi. Và khi các bạn cầm quả bơ thì các bạn sẽ sờ làm sao mà không thấy chỗ nào nó bị nhũn hoặc bị dập hoặc là bị lát. Đấy. Và cầm quả bơ lên, nếu như mà các bạn lắc nhẹ nhẹ tay này, thấy nó có tiếng động ở bên trong thì có nghĩa là quả bơ đấy là quả bơ rất chín rồi. Tại vì chín thì bắt đầu là cái ruột, cái hột của nó bắt đầu lỏng và nghe tiếng ào ọc thì đấy là quả bơ chín. Còn bình thường mà các bạn chọn bơ ấy, để các bạn sử dụng dần, tại vì là cái bơ này này nó chín, cái tốc độ chín của nó rất là nhanh, có khi chỉ từ sáng đến tối thôi là nó đã chín rồi, qua đêm ngày hôm sau là chúng ta đã sử dụng được rồi. Thì các bạn chọn quả bơ mà cầm nó chặt tay, mà khi mà các bạn chọn thì các bạn đừng chọn cái quả mà nó đã có cái tiếng lọc ở bên trong, vì những cái quả đấy thì chúng ta về phải sử dụng được ngay. Còn những cái quả mà các bạn chọn thì cầm chặt tay này, cái lúm của nó phải đầy, nó không lõm. Nếu mà lõm thì có nghĩa là nó đã cũng là tương đối chín rồi, lúm nó đầy thì là lưu ý chúng ta về nhà chúng ta sẽ để được một vài ba ngày nữa thì chúng ta cứ sử dụng dần. Quả nào chín thì chúng ta sẽ sử dụng. Và cái quả bơ thì các bạn biết là ở ngoài thị trường bây giờ nó bán rất là rẻ, mà khi các bạn bảo quản bơ và với cái mùa như này, mà với những như các bạn đấy đó, các bạn sẽ gọt cái quả bơ, gọt sạch cái quả bơ, mua quả bơ về các bạn bảo quản bằng cách là các bạn gọt hết vỏ và các bạn sẽ dùng một chút dầu ô liu, như lúc nãy tôi các bạn thấy là tôi sử dụng nó bôi lên trên cái phần mà mình đã gọt vỏ, thì cái quả bơ chúng ta nó tránh được cái sự bị thâm, nó giữ được cái màu xanh thật của cái quả bơ. Và sau đấy các bạn tách bỏ cái phần hột và các bạn cắt miếng hay là để nguyên như nào đấy vào trong cái phần hộp nhựa, và các bạn sẽ đậy kín lại và các bạn để vào trong ngăn đá, thì các bạn sẽ sử dụng được cái thời gian rất là dài. Và lúc nào mà các bạn cần thì các bạn lại mang ra các bạn giã đông tự nhiên, chứ các bạn không được dùng lò vi sóng, mà các bạn để giã đông ở nhiệt độ phòng thì cái quả bơ nó vẫn tươi ngon như là chúng ta mới thu hoạch và chúng ta mới làm. Và như hôm nay các bạn thấy đấy, thì tôi có làm một cái món rất là đơn giản là salad bơ và thịt nguội. Thì cái thịt nguội này thì các bạn có thể mua ngoài siêu thị, bơ thì các bạn mua ngoài thị trường. Quan trọng là cái sốt, thì ở đây là lưu ý là các bạn khi mà dùng sốt này ăn với hoa quả thì các bạn không nên cho hành tỏi, tại vì cho hành tỏi vào thì cái hoa quả của chúng ta nó sẽ không còn cái mùi thật của hoa quả mà nó sẽ át đi, thì nó không còn giá trị gì của món ăn. Mà các bạn chỉ cần sử dụng đường này, giấm này, nước cốt chanh này, muối này, dầu ô liu này và rau mùi để các bạn trộn cái salad, thì là các bạn sẽ có được cái mùi thật của cái món bơ cũng như là cái vị thật của bơ khi mà nó không có hành tỏi. Tất cả những món ăn về bơ thì chúng ta không cần phải lưu ý nhiều, trừ là lưu ý một điều là những cái chỗ phần dập lát thì chúng ta phải cắt bỏ, tại vì những cái phần dập lát đấy thì bao giờ cái vi khuẩn nó xâm nhập vào đầu tiên và nó rất là có hại cho sức khỏe, chứ nó không tốt lành gì. Nên là khi mà chúng ta xử lý quả bơ mà thấy cái phần dập lát thì chúng ta không nên tiếc, và chúng ta sẽ loại bỏ nó đi và chúng ta lại sử dụng bình thường. Nếu được lựa chọn và sử dụng đúng cách thì những món ăn từ quả bơ nói chung lại rất có lợi cho sức khỏe. Bởi bơ là một trong những loại quả ngon và rất giàu dinh dưỡng. Trong quả bơ có hơn 14 loại vitamin và khoáng chất như canxi, sắt, đồng, magie, phốt pho, kali, natri, kẽm, mangan và selen. Với những vitamin và khoáng chất trên, quả bơ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không những thế, bơ cũng là loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa hình thành các gốc tự do dẫn đến gây ung thư, đục thủy tinh thể, lão hóa da, giúp duy trì làn da săn chắc.
bơ còn là nguồn folate rất quan trọng đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh nở và đặc biệt quan trọng đối với thai kỳ ở những tuần đầu tiên, vì 75% trẻ sơ sinh bị nứt ớt sống là do thiếu folate từ trong bụng mẹ. Folate còn có tác dụng đến thần kinh, bảo vệ tim mạch, làm giảm hàm lượng chất homocysteine, một chất gây ra các bệnh về tim mạch. Chứng xơ vữa động mạch cũng sẽ được hạn chế nhờ oleic acid có trong bơ. Đặc biệt, bơ không có cholesterol mà lại có chứa chất béo đơn, không bão hòa. Đây là loại chất béo tốt cho cơ thể, giúp làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu. Bơ có chứa hàm lượng protein cao nhất so với các loại quả khác, cao gần như tương đương với sữa. Cái quả bơ đặc biệt nhất của quả bơ không phải là nó như những cái loại quả khác. Ở chỗ là đặc biệt ở góc độ dinh dưỡng ấy, thì nó có nhiều chất béo, nhiều chất đạm và cung cấp nhiều calo hơn các loại quả khác. Đấy là cái thứ nhất là các cái chất sinh năng lượng. Ví dụ như là chất béo nó có thể từ 6% đối với lại cái loại bơ xanh, vỏ xanh đấy ạ. Thế còn từ 9% đối với các loại bơ có cái vỏ màu tím. Thế năng lượng thì nó có thể cung cấp cho chúng ta trên 100 kilocalo trong 100 gram. Và chất đạm thì nó cũng từ 1,8 cho đến 1,9. Hay nói tròn cho dễ nhớ tức là xấp xỉ 2%. Đấy là cái đặc biệt thứ nhất của cái quả bơ. Đặc biệt thứ hai của quả bơ là nó có rất nhiều các cái vitamin và muối khoáng, khoáng chất, đặc biệt là các cái vi chất, các cái yếu tố vi lượng. Cái vi lượng ở đây cụ thể là selen, cụ thể là sắt, cụ thể là đồng, cụ thể là kẽm. Trong đó thì sắt là một cái lượng có từ 14 cho đến 16 mg một trăm. Thì đây là một cái lượng mà cái quả này là có cái hàm lượng sắt khá là cao, rất tốt cho phụ nữ rồi rất tốt cho trẻ em. Trong số các loại hoa quả thì bơ rất có lợi cho sức khỏe trẻ em, vì trong quả bơ có chứa protein, vitamin A, E, C cao. Protein là một thành phần dinh dưỡng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa, tác dụng bảo vệ các tế bào não, còn vitamin B tổng hợp trong quả bơ có tác dụng tăng cường trí nhớ. Vì thế, các vitamin và khoáng chất trong quả bơ là một nguồn dinh dưỡng hoàn hảo cho sự phát triển trí não của trẻ em. Cái tác dụng phòng chữa bệnh của quả bơ thì có hai cái ý. Một là đối với trẻ em, vì trong cái quả bơ nó có nhiều các cái khoáng chất và yếu tố vi lượng, nhất là các cái loại vi lượng như là đồng, kẽm, rồi là selen, cho nên là nó có cái giá trị trong cái việc là cung cấp các cái chất đó cho trẻ em, giúp trẻ em phát triển được tốt hơn. Thứ hai nữa là vì trong quả bơ nó có cái hàm lượng chất béo khá là cao, từ 6 đến 9% tùy theo cái loại bơ xanh hoặc bơ tím. Mà trong cái chất béo đó thì hầu hết nó là cái mono unsaturated fat acid, tức là cái acid béo chưa no mà có một nối đôi. Thì đây là một cái acid béo mà rất cần cho cơ thể, nhất là trong cái việc phòng chống các cái bệnh tăng huyết áp, vữa xơ động mạch, hoặc là chống lão hóa, chống suy giảm trí nhớ của người lớn tuổi. Cho nên là cái quả bơ nó có cái giá trị dinh dưỡng và cái giá trị phòng chữa bệnh. Tuy là loại quả giàu dinh dưỡng, nhưng khi sử dụng quả bơ cũng cần lưu ý. Do hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn quá nhiều sẽ khiến cơ thể bạn nạp nhiều calo. Nếu sử dụng quá nhiều trong một thời gian dài, lại có thể gây ra thừa cân, béo phì cho người sử dụng. Bơ rất giàu dinh dưỡng, rất tốt cho phụ nữ mang thai, nhưng nếu ăn quá nhiều cũng sẽ không có lợi, ảnh hưởng đến tuyến vú và lượng sữa. Ngoài ra, nếu phụ nữ đang cho con bú ăn nhiều bơ, có thể làm cho trẻ bị đau bụng, tiêu chảy khi bú sữa mẹ. Trong thành phần dinh dưỡng của quả bơ rất giàu chất béo, trong đó có một số loại được cho là có thể gây tổn thương gan. Vì vậy, để bảo vệ gan tránh bị tổn thương, những người có vấn đề về gan không nên ăn quá nhiều bơ. Nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, buồn nôn, mẩn ngứa, nổi mề đay thì tuyệt đối không nên ăn bơ. Vì khi ăn vào sẽ làm tăng mức độ kháng thể IgE trong huyết thanh cơ thể, có thể gây ra phản ứng dị ứng.